xét về khả năng bán hết của căn hộ Vinhome Smart City. Đây là cá nhân tôi nghĩ, các bạn có thể tham khảo. Miền Bắc, dân số tạm tính 30 triệu dân. 1% trong số đó mua căn hộ Smart City. Cứ 100 người thì có 1 người mua căn hộ Vinhome Smart City. Thì 30.000 người sẽ mua. Tương đương 30.000 căn hộ sẽ được bán. 30.000 căn hộ. Tạm tính căn hộ Vinhome Smart City 58 tòa, 40.000 căn hộ và dự án 6 đến 10 năm và chia theo giai đoạn xây và hoàn thiện theo phân khu từng giai đoạn và lựa vào thị trường để xem xét thời điểm xây tiếp các tòa tiếp theo và mở bán các tòa tiếp theo. Tức là gì? Bán được thì xây tiếp. Bán được thì xây tiếp. Các bạn có hiểu không ạ? Bán được thì xây tiếp. Lựa theo thị trường. Mua bán. Như vậy, 30.000 căn hộ, 1% dân số miền Bắc mua là sẽ bán hết trong vòng 6 đến 10 năm. Nhưng dự án này 40.000 căn, tức là còn 10.000 căn. Nguồn tiền nước ngoài, người Việt Nam tại nước ngoài kiều hối có thể mua, đầu tư ở hoặc cất giữ tiền đối với căn hộ Vinhome Smart City. Như vậy, xét về khả năng bán hết, 40.000 căn sẽ được bán hết ở Vinhome Smart City. Và thời điểm dự kiến đó là 6 đến 10 năm. Nếu video hữu ích, bạn hãy đăng ký, like, bình luận, thành Stormmaster.